phản ứng của khách hàng khi nhận tác phẩm. Em nhìn con chim kia mà em còn cảm giác như là cổ, là cổ lông thật luôn này. Em nhìn con chim trên cùng này, em nhìn góc này, em nhìn con lông đầu chim thật, cổ chim thật, nó độ lông lông mốc 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 bông của cái lông chim ấy. Thứ hai là khủng khiếp, cái đầu hơi thò như kiểu cái hàm. Xin chào mọi người, ngày hôm nay đồ gỗ Sơn Việt chúng tôi đang có mặt tại nhà anh Phương ở dưới Hải Phòng để bàn giao và lắp đặt bộ tranh Tùng Cúc Trúc Mai. Và bộ tác phẩm này là do nghệ nhân của bên chúng tôi chế tác và hoàn thiện ngâm vôi quật chổi dễ che theo chuẩn lối cổ xưa. Và giờ tôi sẽ đi cận sâu vào chi tiết để mọi người thấy được vẻ đẹp của bộ tác phẩm này như thế nào. Ở đây là bức cây tùng này, chim hạc hay là lá cây tùng. Tôi quay ở góc này thì mọi người có thể nhìn thấy được là độ kinh bong 3D của bộ tranh như thế nào. Từng cái lớp lá được đục, các cái lá nó đan xen vào nhau rất là đẹp và cực kỳ là tỉ mỉ. Ở đây có cả những chú chim hạc hay là đây hươu nai ở dưới được đục cực kỳ là tự nhiên. Ở đây từ ánh mắt này, mũi hươu sừng này, hay là cái phần tai này đây, cực kỳ là mỏng và mảnh, rất là tự nhiên. Ở phần thân cây đây, đục sần vảy lên từng vảy một, trông rất là già cỗi. Ở đây chim hạc cũng thế, từng lông một. Đây là bộ tranh này, hoàn thiện rễ tre, vẫn còn cả những cái rễ tre dính lại ở trên tranh. Tiếp đến là bức cây mai, những chú chim ở trên đục cái thế bay rất là kinh bong và tự nhiên. Ở dưới này những bông hoa cúc được đục cánh theo lối vòm móc bong lên, đây rất là mỏng manh này và hoàn toàn không chắp ghép, không cậy một tí nào. Nếu như là dán thì mọi người sẽ động vào cái nó sẽ không có độ rung được như thế. Và để làm nên được những cái bông hoa như thế này thì phải nói là những người nghệ nhân của chúng tôi phải cực kỳ cao tay. Đây ở dưới đây là cái cây cỏ dại cũng được đục nổi kinh bong lên, hay chú gà. Và chú gà này được đục rất là tỉ mỉ và giống hệt như gà ở bên ngoài đời thật. Cảm giác như có hồn ở bên trong đấy nữa. Đây nhìn toàn bộ lại bức tranh ở độ nghiêng, có thể thấy được độ kinh bong, độ sắc nét. Và người nghệ nhân của chúng tôi đang thổi hồn vào từng nét đục chứ không phải là làm cho xong, cho có. Và tiếp đến là bức cây trúc và cây mai. Ở đây cây trúc này, những chú chim vẫn được đục với cái thế nổi kinh bong bay lên rất là đẹp và tự nhiên. Những cái cành trúc rất là mảnh thôi, nhưng ở trên lá đây, các chi tiết nhỏ như lỗ sâu ăn mà người có thể thấy được chúng tôi tái hiện rất là tự nhiên và đẹp. Những cái chùm lá trúc, cái độ bay và độ kinh bong nhiều lớp lá, hay lên những chú chim đậu trên cành cây trúc đây, từ ánh mắt màu mỏ hay lông thôi được chúng tôi tái hiện rất giống chú chim thật ở bên ngoài đời. Và ở phần dưới này thì cũng có những cái cành cây hoa lá cỏ dại đan xen vào, thì thấy được rất là tỉ mỉ đến từng chi tiết, như những chi tiết như cỏ dại thôi cũng được đục rất là tỉ mỉ và sắc nét và rất là chân thật. Ở bên cạnh cuối cùng là bức cây mai đây, nhìn rất là dày chi tiết kinh bong nhưng lại không bị rối mắt một tí nào cả. Ở phần trên thì đục kết hợp với chim bay này và phần nụ, phần hoa bắt đầu chớm nở và xuống dần xuống bên dưới thì hoa sẽ cảm giác sẽ già hơn, sẽ nở rộ hơn. Và đây chú chim này, từ cánh, từ chân hay là cái dáng bay rất là đẹp và tự nhiên thần thái. Ở phần dưới cái thân cây mai rất là già, để thể hiện lên cái sự già cỗi, sự đẹp tự nhiên của cây mai rừng. Đây cánh hoa thì được đục rất là mỏng, có độ cong vót lên. Ở bên trong đây rất là nhiều cái lớp hoa, từ sâu bên trong, lớp ngoài kinh bong rất là tỉ mỉ. Đây từng sợi lông này, ánh mắt này, rất là đẹp. Và phải nói là tại sao một năm mà người nghệ nhân của chúng tôi mới có thể làm ra được 1 đến 2 bộ tứ quý như thế này. Bởi vì là tất cả các chi tiết được đục rất là tỉ mỉ và trau chuốt và dành hết tình cảm tâm huyết vào bộ tranh. Và phải nói là về nét đục của bộ tranh này, đã khó tìm được một bộ thứ hai trên thị trường có thể đục đẹp được như thế này, mà còn được ngâm vôi quật chổi dễ che, thủ công lên màu cổ như thế này nữa. Thì đây phải coi là một siêu tác phẩm nghệ thuật.
Và ngoài ra bên kênh YouTube của Đồ Gỗ Xuân Việt đã có video cận mộc của bộ tranh này, thì rất mong mọi người có thể dành thời gian để có thể ngắm cận sâu được bộ tác phẩm nghệ thuật.